Mình thấy nhiều người á đổ xô đi mua lương thực thực phẩm mà không màng đến nguy hiểm của bản thân. Mình biết á là nhiều người họ cũng sợ lây bệnh, cũng hoang mang lắm, nhất là khi họ là trụ cột lo miếng ăn chính cho gia đình. Nhưng mà trừ một số trường hợp người già trẻ nhỏ cần nhiều nguồn thực phẩm ra á, thì ngoài ra chịu thiệt một xíu, cơm canh đạm bạc một xíu để mà đổi lấy sự bình an cho bản thân cũng như là những người thân xung quanh. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Tóc mình hơi dài, làm cái đầu bự ra. Mọi người đừng có quá để ý nha. Tại vì mùa dịch mà, đâu có đi đâu cắt tóc được đâu. Tình hình sức khỏe của mọi người như thế nào rồi? Thấy mọi người xem clip thì mình cũng an tâm một phần, vì mọi người vẫn đang khỏe mạnh. Mùa dịch này, bạn đã học được bài học gì cho bản thân bạn? Trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan mà cũng rất là liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á thì hãy like, share, nhất là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Đối với mình á thì bài học đầu tiên nằm ở việc mua đồ ăn. Phải nói sao ta? Đa phần á, cho phép mình dùng từ đa phần nha. Đa phần người trẻ và mình á, thường sẽ không ưu tiên với việc là đi chợ mua đồ với phụ huynh, thì cũng không có quan tâm tới giá cả các mặt hàng. Vì chúng ta may mắn, chúng ta có người lớn lo hết rồi. Có một sự thật ai cũng biết, nhưng mà chắc là không phải ai cũng muốn nghe, đó là những người thiếu thốn á, họ thường sẽ vững vàng và hiểu chuyện hơn, vì họ chỉ có thể nương tựa ở bản thân họ mà thôi. Mùa dịch, hàng hóa khan hiếm, từ đó giá cả cũng cao hơn. Mình thì cũng như mọi người thôi, mình cũng không hay đi chợ, cũng chả biết giá cả gì cả. Rồi có một lần hiếm hoi đi chợ mua đồ giùm mẹ. Sau khi mua 6 quyển rồi á thì mình ghé qua quầy táo, tại vì mẹ mình cũng đang không khỏe, mình cũng định mua một trái táo để mẹ mình ăn tăng sức đề kháng. Thế là lúc tính tiền, một trái táo 30 mấy ngàn, mình nghĩ là rồi, thế nào người ta cũng cân dư để mà tính thêm tiền. Nhưng mà mình nghĩ là mùa dịch mà, mua lẻ lẻ rồi thôi nên không có làm rõ chuyện này, và mình chấp nhận vì ít ra có táo để mình ăn tăng sức đề kháng. Thế là về, mẹ mình la mình quá trời luôn. Thì cũng không quá trời đâu, nhưng mà cũng bị la. Và sau ngày hôm sau á, mẹ mình đã mua 5 trái táo y như cái trái mà mình mua, với mức giá chỉ có 60 ngàn thôi à. Dù có những cái chuyện mình không có trực tiếp nói ra lúc đó, nhưng mà mình cảm thấy á, là mình vô tư quá à. Ngoài cảm thấy mẹ mình rất là giỏi trong khoản đi chợ ra, thì mình cảm thấy mình nên gánh vác thêm về cái chuyện này để mà có thể trang trải cho cái cuộc sống tự lập sau này. Thì hết dịch rồi á thì nên đi chợ với mẹ để mà biết giá thêm cho một xíu món đồ. Và trước cái mặt mình như vậy á là ra chợ chắc bị chặt chém chết. Bài học thứ hai á là không kén cá chọn canh. Ta luôn được giáo dục á là không được lãng phí thức ăn. Và không biết mọi người sao chứ hồi nhỏ mình từng bị người lớn hù á là ăn hết tô cơm của mình đi, dư một hạt cơm trong tô cơm á là xuống địa ngục ăn một con sâu đó. Thì hồi đó mình rất là hoảng sợ và luôn tránh không lãng phí thức ăn. Nhưng mà cũng có những cái món ăn á mà mình không có thích ăn, như là cà chua nè, rồi như là mấy cái cặn đồ ăn trong canh ấy, thì mình rất là lười ăn. Nhưng ở mùa dịch này, bản thân thực sự phải thay đổi rồi. Cái gì cũng phải ăn, nhất là để lấy sức đề kháng bảo vệ bản thân. Cái thứ hai á là giờ phút này có ăn đã là may mắn rồi. Mình còn nhớ hôm đó là đứng trước nồi canh ngót sen trong bếp mà nước mắt mình thật sự đã chảy ra. Mùa dịch ai cũng khổ cả. Có những người á thậm chí đã phải nhịn đói 10 ngày trời. Có những cô chú á thậm chí đã mất vì đói. Mình thật sự rất rất là may mắn khi mình vẫn còn được thấy nồi canh trong bếp rồi. Mình còn tự nhủ á là trong giờ phút này có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Chỉ sợ không có cơm trắng thôi. Cùng lắm thì không ăn đồ ăn, ăn cơm trắng sống qua ngày thôi. Mình thấy nhiều người á đổ xô đi mua lương thực thực phẩm mà không màng đến nguy hiểm của bản thân. Mình biết á là nhiều người họ cũng sợ lây bệnh, cũng hoang mang lắm, nhất là khi họ là trụ cột lo miếng ăn chính cho gia đình. Nhưng mà trừ một số trường hợp người già trẻ nhỏ cần nhiều nguồn thực phẩm ra á, thì ngoài ra chịu thiệt một xíu, cơm canh đạm bạc một xíu để mà đổi lấy sự bình an cho bản thân cũng như là những người thân xung quanh. Bài học thứ ba đó là giữ một cái sự điềm tĩnh nhất có thể.
Mình thấy nhiều người khuyên là nên lạc quan vào cái mùa này, nhưng mà không phải ai cũng có thể. Có những người mà mình thấy bình thường họ rất là lạc quan, họ rất là tháo vát, nhìn họ thì chắc hẳn không ai nghĩ họ có những cái phút giây mà tiêu cực, tuyệt vọng. Nhưng ở cái mùa dịch này, có rất là nhiều cái lần đầu tiên đưa ta đi từ cái ngỡ ngàng này cho tới cái hoảng sợ kia. Những cái người tháo vát ấy cũng có lúc tiêu cực, có lúc không làm chủ được bản thân mà hoảng loạn, khóc lóc, thậm chí là tuyệt vọng khi biết mình là F0. Ngay cả mình, một người luôn nỗ lực để có cái nhìn thoáng hơn về mọi chuyện, một người luôn hy vọng tất cả mọi người có thể tích cực, cũng hoảng lại những cái phút như vậy. Mình còn nhớ hôm đó sau khi đã nói với mẹ xong á, thì mình có thể nói là suy sụp luôn. Mình rất là nhớ một cái câu nói đó của mẹ lúc đó, đó là con làm gì mà suy sụp vậy, con làm gì mà tiêu cực vậy, không phải con luôn làm những cái video để khuyên mọi người có thể tích cực mà nhìn nhận tình huống sao? Cũng hơn á là mình chỉ bị trúng gió nên bệnh thôi. Nhưng không phải ai cũng may mắn như mình. Bạn hãy lạc quan, nhưng nếu lúc đó bạn không thể á thì ít ra hãy bình tĩnh, có một cái nhìn thoáng hơn về mọi chuyện. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Tính từ cái lúc mà mình soạn content này á thì trên Facebook nè, trên Zalo nè cũng đã có rất là nhiều nhóm hỗ trợ F0, F1 do chính những vị bác sĩ đứng ra hỗ trợ rồi. Mình luôn thích một câu nói, nhưng mà dạo gần đây á, thì mình lại đặc biệt thích cái câu này hơn bao giờ hết. Nó luôn có một cái phép thuật tích cực tác động lên mình. Và ngày hôm nay thì mình nói ra câu này, hy vọng có thể truyền được một phần tích cực đến với mọi người nha. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cố lên. Bài thứ tư mà mình nghiệm được trong mùa dịch này á, đó là ý nghĩa cuộc sống. Sống chết rất là mong manh, chỉ trong gang tấc mà thôi. Mình biết là nhiều người sẽ không biết ý nghĩa cuộc sống của bản thân là gì, rất là mơ hồ với khái niệm đó. Mùa dịch thì đưa ta đi từ cái bất lợi này tới cái bất lợi khác, nhưng mà đồng thời nó cũng cho ta biết rõ ý nghĩa cuộc sống của bản thân là gì. Các bạn xem clip của mình ơi, không phủ nhận sự cần thiết của đồng tiền, nhưng mà mặc kệ bạn thích tiền nhiều đến đâu đi nữa, nhưng mà cũng đừng để đồng tiền là thước đo giá trị hạnh phúc của bạn nha. Đừng đánh đổi những điều mà bạn muốn làm để đổi lấy thật thật là nhiều tiền. Tin mình đi, sẽ không bao giờ là đáng đâu. Bạn tự hỏi bản thân bạn xem, nếu mà một mai á bạn nhắm mắt xuôi tay á thì bạn sẽ ra đi với nụ cười thanh thản trên môi, hay là những tiếc nuối vì những điều mà bạn chưa kịp làm? Hãy thành thật trả lời với bản thân câu hỏi đó, nếu mà bạn muốn cuộc đời còn lại của bạn á sống trong ý nghĩa. Mặc dù mình đã tìm được cái gọi là ý nghĩa cuộc sống của riêng mình, nhưng mình sẽ không nói ra những cái điều mà mình định làm về cái liên quan đến cái gọi là ý nghĩa cuộc sống đó, vì mình không muốn vẽ ra trong lòng người nghe một mình thật là hoàn hảo với chỉ toàn màu hồng, nên cho phép mình giữ im lặng trước nha. Bài thứ năm mà mình học được đó là sự biết ơn. Nhờ những cái lúc khó khăn như vậy nè mà ta mới biết trân trọng những cái ngày tháng bình thường lúc trước, phải không? Những cái ngày mà nhiều người than là ôi chao ơi chán quá không có gì để làm. Rồi một mai á, khi mà những cái ngày cơ cực này qua đi á, thì sẽ giúp ta biết cách trân trọng cái cuộc sống lúc đó hơn. Còn sống tức là còn hy vọng, còn sống tức là còn hạnh phúc. Ok, clip của mình tới đây đủ dài rồi. Thì mình vẫn chỉ có một cái câu nói đó thôi. Cái gì của cái cuộc đời này thì cũng đều có mặt tích cực của nó. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang bước vào một cái giai đoạn gọi là khá căng thẳng ấy. Mình hy vọng là mọi người cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nha. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này của mình, và nếu mà thích thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IC của mình là Kansiki. Bạn có thể lên trên để mà xem những chiếc story của mình, hoặc là để lại tin nhắn về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của mình, chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, cũng như những cái bài học mà bạn đã học được trong mùa dịch. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.